Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại Victor Mobile Channel. Nếu đó là đầu các bạn ghé qua thì bọn mình là một channel chuyên làm về công nghệ. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe cho chuông bên cạnh để nhận thông báo khi mình upload mới nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một chiếc máy Xiaomi 6 ra mắt là Xiaomi Mi 8. Chiếc máy này sẽ được ra mắt tại Thượng Hải vào ngày 31 tháng này. Hôm nay đã 26 rồi, tức là còn khoảng 3 ngày nữa. Chúng ta đã có khá nhiều thông tin rời rỉ thì mình sẽ tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về tên của máy thì trước Mi 8 chúng ta đã có Mi 6, chính là flagship của Xiaomi trong năm 2017. Thì đáng ra trong năm nay chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi Mi 7. Nhưng mà theo thông tin mình nhận được từ một tấm poster của Xiaomi công bố vào ngày hôm kia thì Xiaomi nói rằng bởi vì họ đã tạo ra một chiếc máy quá tốt so với dự kiến nên họ quyết định có một bước dài và tên chiếc máy này chính xác sẽ là Xiaomi Mi 8 và được ra mắt vào ngày 31 tháng này. Và thật sự thì với những công bố của Xiaomi thì thật đó là một chiếc máy rất đáng kỳ vọng. Toàn bộ thông số của chiếc máy này gần như đã bị lộ ra. Ví dụ như là sẽ là có sở hữu phần cứng mạnh nhất của một chiếc smartphone Android thời điểm hiện tại, với 6.8GB này, bộ nhớ trong là 128 hoặc là 256GB. Cùng với đó là con chip mạnh nhất đến từ Qualcomm Snapdragon 845 là đương nhiên rồi. Và thiết kế thì nếu như được ra mắt vào ngày 31 tháng này thì đó là chiếc máy đầu tiên của Xiaomi có tay thỏ mặt trước. Và với những hình ảnh lộ diện thì chiếc máy này có phần tay thỏ khá là to khi so với những chiếc máy Android khác. Và theo thông tin rò rỉ là phần tay thỏ này to như vậy bởi vì Xiaomi là hãng đầu tiên để tích hợp được camera 3D, tức là Face ID giống như iPhone 10 lên chiếc máy này. Ngoài ra thì trong tấm poster nhiều người nhận ra thì chúng ta sẽ có cả cái module của phần nhận diện khuôn mặt ở trong tấm poster này cùng với cái cảm biến vân tay. Và theo nhiều thông tin rò rỉ thì ngoài chuyện được cập nhật cái phương thức bảo mật bằng gương mặt Face ID 3D thì chiếc máy này cũng có thể sẽ là một chiếc máy được trang bị công nghệ rất là tiên tiến, đó chính là cảm biến vân tay được nhúng trực tiếp vào màn hình. Đó là hai công nghệ bảo mật cực kỳ tiên tiến và nếu Xiaomi thật sự đem được lên chiếc Mi 8 thì chiếc máy này rất rất đáng quan tâm về mặt bảo mật. Về phần mặt lưng thì chiếc máy này sẽ giống chiếc iPhone 10 tới khoảng 98% với phần mặt lưng là màn kính này. Phần camera kép được đặt dọc. Và sẵn tiện mình nói về camera thì chiếc máy này sẽ có camera kép được đặt dọc giống như iPhone 10. Thông số lần lượt là 20MP, khẩu độ f1.7 cho camera đầu tiên. Và camera thứ hai tiêu cự 56mm zoom quang 2x. Và camera này sẽ có cái độ phân giải là 16MP. Nói chung thì chất lượng ảnh của Xiaomi đã có rất là nhiều cải tiến trong suốt 2 năm qua rồi. Giống như chiếc Mi Mix 2S thì cho chất lượng ảnh rất là tuyệt vời. Mình mong rằng chiếc Mi 8 cũng là chiếc máy có chất lượng ảnh chụp rất là khá ở tầm giá này. Về camera trước thì chiếc máy sẽ có 16MP camera trước, khẩu độ f1.8, đó là những thông tin rò rỉ. Tiếp theo nữa là về phần màn hình thì chiếc máy này nghe nói sẽ có hai phiên bản là Mi 8 bản bình thường màn hình 6.3 inch và Mi 8 SE màn hình nhỏ hơn 5.8 inch. Đó là những thông tin rò rỉ thôi, nhưng mà mình không biết có chính xác hay không. Toàn bộ những thông tin rò rỉ này thì đều dựa vào những bức ảnh leak ra cùng với những tấm poster mà Xiaomi công bố liên tục trong nhiều ngày qua. Và cuối cùng, với tất cả công nghệ cấu hình camera hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ ở phía trên thì mức giá được cho biết của chiếc máy này cụ thể chính xác là 2.900 nhân dân tệ, quy ra là 469 đô, khoảng 10.700.000 đồng, thấp hơn chiếc Xiaomi Mi Mix 2S. Đây là một mức giá cực kỳ cạnh tranh và gần như là thấp nhất dành cho một chiếc máy có chạy chip 845 trên thị trường. Bên trên là toàn bộ những thông tin mình đã cập nhật được về chiếc Xiaomi Mi 8, chiếc máy sẽ được ra mắt vào khoảng 3 ngày tới. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Nếu có bất cứ thông tin gì thêm về chiếc máy này thì có thể comment phía bên dưới video này để chia sẻ với mọi người. Đây là Victor Mobile Channel, kênh bọn mình chuyên làm về công nghệ. Các bạn đừng quên nút like, share, subscribe và cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi mình up video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.